Xin chào anh em đã quay lại video của mình nhá. Hôm nay mình làm video này giới thiệu anh em về môn phái cái băng rồng nhá. Bộ game GX1 Airfull nhá. Thì là mình sẽ giới thiệu nhanh qua cho anh em nào mới tập tuệ chơi cái băng rồng luôn nhá. Thì là cái băng rồng là phái dành cho đội công. Dành cho đội công thì là về điểm tiềm năng. Về điểm tiềm năng thì anh em tăng max cho tôi sinh khí. Bao nhiêu điểm tiềm năng anh em tăng max sinh khí nhá. Khi anh em nào kiếm được đồ ngon rồi thì anh em sẽ tăng max sinh khí cho tôi. Còn về kỹ năng thì anh em có thể là chơi theo kiểu như của tôi này. Tăng vào cái băng trưởng pháp là hỗ trợ bị động ấy, là max. Tiếp đến là cái skill giáng long trưởng thì là nó bị trừ sinh lực và nó tăng nội lực lên và tăng cả đam nữa. Thì cái này anh em tăng max tôi 20. Đến cái skill kháng long hữu hối là skill 6x của cái băng rồng, thì cái này anh em tăng vào 20 nó sẽ lên đam cho bổ trợ phi long tại thiên là rất là nhiều nhé. Và tiếp đến là cái tiêu diêu công, nó tăng tốc độ đánh nội công và ngoại công. Cái này rất thì kỳ, rất là quan trọng, vì cái băng rồng của mình là nó không có khống chế của băng sát hay là hiệu ứng gì hết, thì là nó chỉ được cái đam to thôi, nên anh em phải cần rất là cần tốc độ đánh nội công thì là mới kết thúc được địch. Còn về cái túy điệp cùng vũ là cái skill chấn phái thì có thể là anh em nào mà dư điểm thì anh em tăng max cho tôi. Bây giờ hiện tại là mình đang ở cấp độ 96 thì mình có thể là tăng 15 điểm thôi, vì ở trong thời gian test này thì nó cho chọn đồ mà đồ mắc ập rất là kháng rất là cao nên mình không tăng vào đấy để lấy kháng. Thì mình sẽ giới thiệu anh em về các mặc đồ lam hành của cái băng rồng nhé. Cái băng rồng thì anh em phải kiếm cho tôi cái vũ khí hỏa, thì là kiếm cái dòng hỏa sát lợi công và thời gian làm chậm, và có thêm cái dòng sinh lực nữa thì càng ngon. Ở đây là mình đã kiếm được cái vũ khí thời gian làm chậm 40 và hỏa sát nội công rồi. Và tiếp đến là cái mũ hệ hỏa nữa thì anh em kiếm cho tôi cái mũ phòng thủ vật lý và thời gian làm chậm tầm 40. Tiếp đến là áo và dây chuyền hệ mộc. Đây là mặc set đồ năm hành của cái băng rồng ấy anh em ạ. Mình nhắc lại nhé, mũ và vũ khí hệ hỏa, áo và dây chuyền hệ mộc, và tiếp đến là bao tay và ngọc bội hệ kim. Thì anh em kiếm cái nào dòng nào có sinh lực cao và kháng độc cao một chút. Thì ở đồ hệ kim này thì nó không có đồ thời gian gì hết, nó chỉ có kháng và chuyển hóa sát thương thôi. Và tiếp đến là nhẫn trên và đai, nhẫn trên và giày hệ thổ. Thì anh em kiếm cho tôi cái mắc kháng băng, vì cái băng rồng kháng băng hơi kém thì anh em phải chơi những món này mắc kháng băng. Kháng băng này, thời gian trúng độc và giày nữa. Tiếp đến là nhẫn dưới và đai hệ thủy, mắc kháng hỏa và thời gian choáng 40. Bây giờ mình sẽ đi test đam cho anh em coi nha. Game này dự kiến là chắc khoảng tầm 1 tháng nữa sẽ open thôi. Thì trong thời gian test này là những cái lỗi thì bên GX Airfull này sẽ sửa lỗi hết. Anh em nào mà trong thời gian test mà bị có lỗi gì đấy thì có thể là báo cáo qua group của cộng đồng Airfull đấy. Thì là ban quản trị game này sẽ khắc phục ngay. Bây giờ mình sẽ test đam nhá. Đây mình bút lên cho anh em xem là đam bao nhiêu. Đây đam mình là 3k2 lực tay. Thì là mình sẽ bật BK chiến đi. Ui, hai ông được buôn đầu ngoái thì mình chết rồi, không chạy nổi rồi. Từ môn ngoáy rất là dính. Thì cái bản sửa lỗi sáng nay là fix cái skill và hiển thị nhân vật, nên là đánh đường cái skill của đường môn đánh rất là dính nhá.
Toàn đường môn Ba Vũ Đề Hoa và Tiểu Lý Phi Đao thôi. Cái này mà solo thì hai ông đánh thì mình làm sao mà chạy được. Nhức người luôn. Thì mình sẽ ra đây. Thì solo thì ông ra đây. Cái này nó không cho chọn mục tiêu ấy. Vẫn chưa sửa được cái lỗi chọn mục tiêu của nếu mà mình muốn BK đấy là mình chọn vào mục tiêu nào đó là mình đánh. Đường môn ngoái rất là trâu, bản này là bản nội công nên đường môn Ba Vũ Liên Hoa rất là mạnh. Rất là trâu. Bây giờ mình sẽ sang thành Mỹ Kinh xem nào có kiếm được cái phái nào mà nó cùng hệ với mình thì mình solo. Nhưng mà solo với đường môn thì rất là khó chịu. Vì nó ở đây nó vẫn chưa cho sửa lỗi để cái chọn mục tiêu ấy để mình cần đánh. Thì cái lỗi này mình sẽ báo lên ban quản trị game. Cái băng rồng thì luyện skill rất là chua anh em nhé. Vừa ra đã thì anh Colo đánh rồi. Điện kinh rất là đông. Ra đây bạn ơi, ra đây. Mình không mất máu rồi. Máy nữa làm sao mà chịu nổi, còn thêm nhẫn thả nữa. Ôi rồi không chạy được luôn anh em, trâu đấy. Nào thiếu lâm ra đây, thiếu lâm BD mới sợ chứ thiếu lâm bình thường này thì sợ gì. Nhấc người chết teo anh em. Ở đây cái hành trang mô máu rất là nhiều. Auto thì vẫn chưa sử dụng được anh em nhé. Có auto nhưng mà không chưa sử dụng được. Nên bơm máu là phải bơm máu bằng tay. Game này bây giờ mà đến mau hoàn thiện sửa tất cả các lỗi, mấy cả sửa được là cái phông chữ này thì chắc nhiên là sẽ không sửa được rồi. Phông chữ này sửa lại thì người ta sẽ phải lập trình lại từ ban đầu. Lập trình lại cái kiểu như là cái tất cả luôn, cả NPC các kiểu tên. Vì cái này là phiên bản của Trung Quốc thì bên mình lấy về, bên người Việt lấy về thì họ chuyển hóa lên thành đổi lên phông chữ nên nó không được như ý muốn. Nên lỗi phông là chuyện đương nhiên anh em. Là solo. Thiên nhẫn à? Thiên nhẫn nội.
anh đường môn anh ngoái nữa. Đang solo lại gặp đường bác đường môn bác ngoái khó chịu ghê. Ôi, lại có bốn bác đánh em này em chịu sao. Mình sẽ đi mua máu. Cái băng rồng cũng rất là trâu nhá. Nếu mà đi gặp thêm em Ngami Phong Sen hoặc là Phổ Độ Chúng Sinh nữa thì quá là bá đạo. Nếu mà cái này là mình chưa, nếu mà bản Oben chính thức mà gặp những cái thành phần mà người ta che ở hiệu thuốc không mua máu được ấy là cũng hơi bị khó chịu luôn. Ôi chết là mua nhầm à. Cái icon này của nó thì nó hơi bé nên mình khi nó mới ấn nhầm ấy. Chơi trên điện thoại ấn nhầm, còn chơi trên giả lập thì chắc là click con chuột rất là dễ. Mùa máu rất là nhạy. Độ tối ưu hóa của nó vẫn hơi giật. Nếu mà anh em sang cái thành nào nó là vắng người thì nó không giật, nhưng mà nếu mà ở cái thành Biện Kinh nó đang đông như này là rất là giật. Này mà đi tống kim là hơi bị giật đấy anh em. Đồng thế các bác áo xanh này đông quá. Một người một thôi. Thiên vương. Đường mồm quá dính quá anh em. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, xúc xích, ra đây. Bạn xúc xích, bạn xúc xích, bạn xúc xích. Chết, chết. Thiên nhân kích. Nằm luôn. Đấy, solo 1-1 đâu ai là đối thủ của cái băng rồng đó. Chỉ sợ mỗi anh đường môn bao vũ đầy hoa nhiếp hồn, anh ấy đánh dính nhảy ngược lên. Ao vũ đầy hoa này. Ra đây, solo ra đây. Cái băng rồng, à cái băng bổng ra đây. Ra đây, ra đây nhất chịu. Đấy, anh em nhìn đường môn nhiếp hồn anh dính không? Dính rất là tê tái luôn, không thể chạy nổi. Mày chắc là bạn này mặc đồ mắc phòng thủ vật lý rồi. Đánh không sinh nhê. Đường môn mà mặc phòng thủ, mắc phòng thủ vật lý thì quá bá luôn. Đợt sau mình sẽ làm video về đường môn xem. Mình thử cầm đường môn BK thử cho anh em xem bá nó như nào. Thả đi anh em, thả. Ngami rồi, có Ngami rồi, có Ngami rồi. Có Ngami đánh như dính hiệu ứng rồi. Sao đánh nó không mất máu ra. Vô lý ta. Đường môn hình như bị lỗi cái phòng thủ vật lý sao ấy. Đánh rất là trâu, không thấy mất máu thì tẹo gì luôn. Anh em để ý à? Ai võ đang hay đường môn? Võ đang thì mặc đồ chuyển hóa sát thương nội lực vì ở đây là nó không như võ lâm việt. Võ lâm việt thì đồ chuyển hóa sát thương thành nội lực nó chỉ có ở trên hai món hệ thủy đó là hai chỉ món đồ hệ thủy thôi. Ở đây thì chuyển hóa sát thương thì đồ nào cũng có. Nên võ đang khí rất là trâu nhé. Mình thì tiếp sát đánh nó là khí xem.
vũ đăng khí ở đấy không sinh nhê luôn anh em, hồi máu ma la các kiểu đánh không sinh nhê, thủ rất là trâu. Bản này rất lợi cho vũ đăng khí rồi, đồ chuyển hóa sát thương rất là nhiều trên tất cả các đồ hệ khác như đồ năm hành luôn. Kim mộc thì cổ thì hóa là có hết dòng chuyển hóa sát thương nên võ đặc khí rất là mạnh. Cái băng rồng đâu kéo có thua kém gì đâu, cũng solo cũng rất là bá, mất tội không anh ta không có hiệu ứng thôi. Ui, hạ đường môn đánh cô lô đánh không bơ được máu. Mình ra đây xem có ai không. Đây, solo vắng người nó sướng à. Đồng nó lại xạ đây. Ui, đường môn ngoáy dính quá anh em ơi. Chỗ này hỏng đồ đi chơi. Đường môn rất là bá, đường môn bao vũ đê hoa rất là bá. Mấy cái lút chỉnh ở đây rất là khó chịu khi anh em kéo chuột PK mà nó hay chạm vào cái múc đi bộ. Những cái đây này, anh em để ý này. Đây lại lỗi cái con chó di chuyển rồi. Thụt vào trong. Sợ lắm người màu xanh này. Còn cả anh Ami nữa. Thúy Yên. Yên lộ. Này không có chọn mục tiêu này. Đấy là đánh BK ra toàn đi đánh quái thôi. Rất là khó chịu. Hoặc toàn đường môn thôi. Mai mình sẽ làm video về Thiên Vương để mình đi mình chọc những anh đường môn. Đường môn chùy nhá. Mai mình sẽ làm Thiên Vương chùy cho anh em xem. Mình chỉ tìm góc PK x2 x3 xong được thôi. Thôi mình dừng video ở đây nhá. Cảm ơn anh em đã xem video của mình nhá.